À, chúng ta tiếp tục về phương cách lập luận. Năm đề mục đó là chúng ta nói một cách cụ thể đề mục để cho các vị dễ nhớ. Nhưng mà mai mốt khi vào đối với luận lý học, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ để mà nói. Do vậy trên cái khó của tất cả các vị đó là không nhớ thuật ngữ. Mà nếu từ đầu mà không nhớ thuật ngữ, về sau các vị khó càng thêm khó, bởi vì thuật ngữ rất là nhiều. Mà nếu thuật ngữ biết rồi thì chúng ta sẽ tìm ra cái công thức, và do vậy cho nên ta mới thấy dễ dàng. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu viết ra thêm một cái quyển mang tên là Lối Vào Nhân Minh Học, bởi vì có nhiều người học môn này không thấy lối vào, cho nên mới viết thêm một quyển đó là Lối Vào Nhân Minh Học, để cho chúng ta thấy rõ. Như vậy thì lối vào ở đây là gì? Đó chính là thuật ngữ. Và nói như vậy, năm đề mục này mai mốt các vị sẽ được gọi với những cái thuật ngữ như là tôn, như là nhân, như là dụ, như là hợp, như là kết. Thì khi chúng tôi nói tôn, các vị phải hình dung ra đề mục thứ nhất là cái chủ đề mà mình muốn nói. Ví dụ như khi ta thuyết pháp với ai cũng phải chọn cho mình một cái chủ đề. Nhưng mà trong quá trình nói chuyện hay hội họp thì chúng ta có chủ đề. Chẳng hạn như sáng hôm nay chúng tôi mới vào, chúng tôi thấy lớp đang tổng kết tiền bạc gì đó. Thì cái chủ đề đó của chúng ta đó là chủ đề thu chi tiền bạc trong lớp. Như vậy thì nếu ai mà không đồng tình với cái quan điểm đó thì chúng ta ý kiến. Và ý kiến chính là cái nhân trên cái chủ đề đã có sẵn. Tức là người ta đã đưa ra cái chủ đề là thu chi rồi, thì chúng ta nói quanh vấn đề thu chi thôi, chứ không nên nói theo kiểu khác. Ví dụ như người ta hỏi mình ăn cơm chưa, cái mình nói hôm qua tôi mới đi Sài Gòn. Và cái câu này trớt quốc. Và cái câu trớt quốc như vậy không thể nào chấp nhận trong logic học. Logic học có nghĩa rằng cần phải lập tôn, nhân và dụ, nó phải có sự liên kết lẫn nhau. Có những chủ đề chưa có thì ta lấy chủ đề và ta chọn chủ đề và ta thuyết pháp. Nhưng có những chủ đề mà lớp đã đưa ra rồi thì chúng ta đóng góp ý kiến, nó phải xoay quanh vấn đề đó. Nếu chúng ta đưa ra ý kiến khác và không đúng chủ đề, người ta sẽ hỏi mình mới ngủ dậy hả? Và rõ ràng cũng có nhiều người đang ngủ dậy, kêu giật mình tới tên mình rồi nói lung tung. Thì cái chỗ này lớp sẽ cười òa lên. Và cái òa đó có nghĩa là chưa có logic. Tức là mình phải làm sao cho nó phù hợp. Và mọi người phải lắng nghe cái ý kiến của mình, dù được hay không được. Thì cái chỗ này ta gọi đó là logic. Còn nếu giả sử mà không được thì ta cần phải làm mới hoàn toàn, phải lập luận cho nó vững xác, vững chắc hơn. Và cái chỗ này ta gọi là lập luận, tức là lập một cái căn cứ và đưa những lời lẽ xác đáng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Về nhân minh mới của Ngài Trần Na, thì ở đây chúng ta thấy rút lại còn có 3 đề mục. Nhân minh mới của Ngài Trần Na hay là của Phật giáo nói chung là chỉ có 3 đề mục. 1 là tôn, 2 là nhân, 3 là dụ. Ví dụ như cũng một chủ đề tôn giống nhau, âm thanh là vô thường, nhân là vì âm thanh là cái bị làm ra. Chúng tôi nói lại về nhân minh mới của Ngài Dhiganaga, tức là ngày của Ngài Trần Na, thì rút lại chỉ còn 3 đề mục, và cho nó gọn gàng hơn. Chỉ cần 3 đề mục mà không cần phải có 5 đề mục. Và 3 đề mục đó chính là có tôn, có nhân
và có dụ. À, đây là sự khác biệt. Và nói tôn, nhân và dụ là mỗi người tự hiểu. Và nếu như người nào không hiểu thì các vị giảng sư sẽ nói thêm rộng rãi hơn. Và cái phần giảng thêm đó là ta gọi đó là họp. Tức là đối với nhân minh học Phật giáo thì không cần phải nói dài dòng lê thê, mà nói tóm tắt về các đề mục, và nói được tóm tắt được cái lý lẽ, và tóm tắt được cái ví dụ. Rồi sau đó nếu giả sử đã hiểu rồi thì thôi, còn không hiểu nữa thì mới bắt đầu thêm giải thích và kết luận. Nói như vậy, nhân minh mới của Phật giáo nó sắc bén hơn. Tức là không cần phải lê thê, không cần phải dài dòng. Ngoại trừ trong trường hợp không hiểu thì mới nói thêm. Còn đã hiểu rồi thì người ta chấp nhận như vậy. Và như vậy là chúng ta không cần phải tốn thêm thời gian. Cho nên đây là một trong những điểm mới. Bởi vì có những điểm mà người ta hiểu rồi mà mình cứ ngồi lê thê giải thích hoài, người ta cảm thấy chán, nó ngán ngẩm. Cho nên cái chỗ này ta phải nói đúng vào cái tâm lý của mỗi người. Họ đang chờ đợi gì nghe từ người nói. Ví dụ như chúng tôi giảng ở đây mà nếu chúng tôi nói lê thê quá, các vị ngồi ngáp tới ngáp lui là chúng tôi thất bại. Chúng tôi thất bại. Có nghĩa là chúng tôi phải nhìn vào các vị muốn nghe cái gì, và chúng tôi phải nói cái gì các vị muốn nghe, chứ không phải là nói những gì mà chúng tôi có. Và mình cứ thế mà mình nói như vậy, người ta nghe riết một hồi là cuối cùng cả lớp đều sụp đổ. Và sau đó họ, các vị sẽ phán cho chúng tôi là bác sĩ gây mê. Có nghĩa rằng cần phải nói những điều cần nghe. Và đối với Ngài Trần Minh chỉ cần ba thôi, đó là tôn, nhân và dụ. Và với cái phương cách của Ngài đưa ra, và rất nhiều người đã đồng tình và khiến cho các tôn giáo khác họ bật ngửa, lý do là mình nói sắc bén quá. Tức là nói lê thê dài dòng chưa chắc đã là hay. Cho nên các vị thấy hiện nay, thế giới ngày nay, các vị thủ tướng, các vị tổng thống, họ phát biểu cảm tưởng rất là ngắn. Trong khi đó ở Phật giáo chúng ta những cái buổi lễ diễn văn khai mạc dài lê thê, cái chỗ này chưa ổn. Có nghĩa là Phật giáo của chúng ta phải làm sao theo kịp thời đại, ngắn thôi và không cần phải dài nữa. Ví dụ như ngay cả một cái đám ma, chúng ta thấy ngày xưa dài lắm, mỗi một cái đám như vậy phải cúng đúng 6 thời. Nhưng mà ngày nay chúng tôi thấy rút lại còn 3-4 thời, 3 thời. Nó ngắn thôi. Chứ còn mình cúng nhiều quá người ta cũng chết. Ta quỳ hoài đau chân. Rồi ở bên Mỹ chúng tôi thấy còn ngắn nữa. Có một Phật tử gọi điện cho các thầy: "Thầy ơi, cha con vừa mới mất và con nhờ thầy tới cúng. Nhưng mà con xin hỏi trước thầy, thầy cúng bao nhiêu phút? Lâu không?" Cái thầy đó nói: "Cúng ít thôi, cúng chừng ngày à. Và một ngày mấy thời vậy đó." Rồi Phật tử nói: Thôi thầy, con cảm ơn thầy, để con mời thầy khác." "Hỏi sao vậy? Thầy cúng dài quá, cúng lê thê quá. Bây giờ Phật tử yêu cầu là bây giờ con thì thời gian không có, con là phải cố gắng giữ một nghỉ một ngày một buổi thôi. Cho nên là thầy cúng sao mà chôn xong là con đi làm được." Có nghĩa rằng cần phải ngắn gọn. Và cái mục đích cúng của chúng ta không phải là lê thê mà nó có kết quả. Có nhiều người nói làm như vậy không kết quả, kêu thầy làm sơ sài như vậy thầy không đồng ý. Nhưng mà chúng ta không phải làm sơ sài, nhưng mà ta làm đủ. Nhưng mà vấn đề là rút ngắn lại. Ví dụ như mục đích của chúng ta cúng ở đó là làm cái gì? Đó là dùng văn kệ của Phật nói cho người chết nghe, đi đâu, về đâu, và phải làm thế nào,
sau khi chết, chỉ cách cho họ. Và đối với người sống cũng tương tự như vậy. Nếu người không có thì giờ thì chúng ta phải nói làm sao cho nó ngắn, gọn, đầy đủ mục đích, không mà thiếu mục đích. Tức là phải nói cho người đó là phải tu thế nào và tại sao phải tu. Và như vậy khi chúng ta nói như vậy, người ta dễ tu, và người ta đứng chỗ nào người ta cũng tu được, chứ không phải là lên chùa thường xuyên. Cho nên ở đây chúng ta cần phải ngắn, gọn như vậy. Và với cái phương cách của Ngài Trần Na, phương pháp mới rất thành công. Thành công về cái phương diện là khi ta tranh luận, nó không lê thê mà nó đi vào trong cái yếu điểm và đánh đúng yếu điểm từ ngay đó. Cho nên các tôn giáo khác họ hoảng sợ với cái phương cách mới này. Nói như vậy, cái công thức mà ba đề mục mà nhân minh mới là không chỉ giản đơn so với nhân minh cũ, mà các mục vụ còn diễn đạt một cách khẳng định hơn. Tức là khi đưa ra cái ví dụ là khẳng định, chứ còn không có nói là tôi đưa ra ví dụ đó tin không tin thì thôi, không có nói chữ tin không tin, mà nó khẳng định. Và với cái cách khẳng định so với công thức của nhân minh cũ, và tất cả những cái làm ra đều là vô thường như cái bình, và rõ ràng như vậy. Cho nên lời nói dứt khoát, rõ ràng và đầy đủ mọi ý nghĩa. Và đó là cái điểm khác thứ nhất. Điểm khác thứ hai, đó là khác nhau về nội dung của năng lập và sở lập. Năng lập và sở lập. Nói đến từ lập của nhân minh hay là của logic, là ta đang nói đến cái thuật ngữ đề xuất hay là chủ trương. Chúng ta có chủ trương gì, chúng ta có đề xuất gì, thì ở chỗ này trong thuật ngữ ta dùng chữ lập. Cho nên khi ta nói đến chữ lập là ta phải biết rằng chúng ta đang đề xuất. Ví dụ người ta nói âm thanh là vô thường, thì chúng ta đang đề xuất với mọi người cần phải hiểu âm thanh là vô thường. Hay là chủ trương của nhà Phật, âm thanh là vô thường. Cho nên ta phải hiểu chữ lập là như vậy. Còn đối với sở lập là cái gì? Sở lập là cái hay là bị đề xuất hay là chủ trương, thì ta gọi đó là sở lập. Tức là trong một cái nhân minh, nó có vừa có sở lập và nó vừa có năng lập. Như vậy thì năng lập ở đây là người đứng ra lập luận đối với tôn, nhân và dụ, thì ta gọi đó là người năng lập. Còn người nghe, đó là người sở lập. Chẳng hạn như nãy giờ chúng tôi là người năng lập và tất cả các vị là sở lập, tức là các vị nghe theo và các vị bị chinh phục bởi cái lập luận về nhân minh mới. Tức là nhân minh mới chỉ có ba đề mục là tôn, nhân và dụ, còn nhân minh cũ là tôn, nhân, dụ, kết và hợp. Và cái mà bị lập và ta nghe theo, thì cái chỗ này ta gọi đó là sở lập. Còn người mà đứng ra lập thì ta gọi đó là năng lập. Tức là người này có cái khả năng và người này chủ động để mà lập. Tức là nói theo một góc độ khác, đó là sự khác biệt ở đây, đó là có bên lập và bên phá. Ví dụ như chúng tôi nói không đúng, lớp có thể nói lại. Hay là có khi chúng tôi nói lộn, đôi khi nó cũng có những trường hợp là nói hơi nhanh, nó bị lẹo lưỡi và cái chữ mình muốn nói nó không ra, nó ra chữ khác. Không biết các vị có gặp trường hợp này không? Dạ vâng. Cho nên nếu giả sử mà chúng tôi lỡ mà bị như vậy thì các vị phải nhắc chúng tôi. Và cái chỗ này ta gọi đó là bên lập bên phá, các vị là người phá.
Có nghĩa rằng khi chúng ta gọi là sở lập, chúng ta nghe, nhưng mà nếu chúng tôi nói lộn, các vị nhớ nhắc lại. Và như vậy gọi là đó là phá, gọi là có lập, có phá, để cuối cùng đi đến một cái mục tiêu đúng đắn. Có nghĩa rằng không có nghĩa là bên sở lập là các vị chủ bị động hoàn toàn, chỉ có ngồi nghe và không được quyền nói lại. À, nó không phải như vậy. Mà sẽ có bên tranh luận, có bên lập và có bên phá, có bên bác. Và nếu như nhân và dụ, phần tôn là đưa ra cả hai cùng nghe, mà nếu phần nhân và phần dụ các vị thấy hợp lý thì cả hai bên đều công nhận, bên công và bên lập và bên phá đều công nhận, tức là ta hoan hỷ với điều đó. Ví dụ như sáng nay thu chi, mà nếu ta đưa ra cho lớp mà ta dùng lý lẽ đúng đắn thì lớp không có ai phản đối. Nhưng mà thu chi không đúng đắn, ví dụ như giờ số tiền có như đó thôi mà các vị đôn lên 10 lần, thế nào lớp cũng phản đối la làng. Thì cái chỗ la làng đó là bên phá, bên lập và bên phá không thống nhất. Có nghĩa là làm thế nào để cho bên nói và bên nghe hài hòa, thống nhất. Thì cái chỗ này là cái điểm đặc trưng thứ hai của Phật giáo. Ta sang điểm thứ ba. Điểm khác biệt thứ ba là điểm khác biệt về tôn thể và tôn y. Cái chỗ này nó hơi dính thuật ngữ chút xíu, các vị thấy nó hơi bị khó. Tôn thể và tôn y. Nhưng mà chữ tôn ở đây là gì? Hồi nãy chúng ta nói tôn, đó là cái chủ trương. Tôn là tôn, hay còn gọi tắt từ cái chữ tôn chỉ. Tôn chỉ có nghĩa là chủ trương. Ví dụ như chủ trương âm thanh là vô thường. Âm thanh là vô thường và ta gọi đây là tôn. Hay nói cho đầy đủ là tôn chỉ, nhưng mà ta nói tắt thôi, tôn là được rồi. Cho nên đừng hiểu là tôn ý, mà chỉ là tôn chỉ mà thôi. Nhưng mà cái chữ tôn ở đây nó sẽ có hai thuật ngữ được hiểu. Một là tôn thể và thứ hai đó là tôn y. Có hai phần được gọi là tôn thể hay là tôn y. Như vậy thế nào được gọi là tôn y và thế nào được gọi là tôn thể? Ví dụ như âm thanh là vô thường. Các vị thấy cái câu này, nếu ta tính theo tiếng Việt thì cái chỗ này là chủ ngữ, đúng không? Chủ ngữ. Và vô thường là vô thường, đó chính là vị ngữ. Và cái phần âm thanh, chủ ngữ này ta gọi đó là tôn y. Tôn y vào chỗ âm thanh. Và phần vị ngữ này ta cũng gọi đó là tôn y. Ta gọi đó là tôn y. Như vậy thì chữ y này có nghĩa là gì? Y này là y cứ, tức là chủ trương. Tôn là tôn chỉ, nói cho đủ là tôn y là nói tắt từ từ tôn chỉ y cứ, là nơi mà chúng ta nương vào nơi đó. Ở đây cũng vậy, tôn đây là tôn chỉ, y là y cứ. Như vậy thì y cứ vào cái chỗ chủ đề, chủ ngữ, và đây là y cứ về phần vị ngữ. Nếu chúng ta dùng tiếng Việt, chúng ta nói là cái chỗ chỗ y cứ của phần vị ngữ. Ở đây là chỗ y cứ của phần chủ ngữ. Nhưng mà đó là cách hiểu thôi. Còn trong thuật ngữ thì không gọi như vậy, mà sẽ gọi tắt đi, đó là tôn y. Tôn y tức là tôn chỉ y cứ. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt được hai cái này? Thì người ta sẽ thêm vô là tôn y tiền trần. Và tôn y hậu trần.
Như vậy thì chữ tiền ở đây là trong một câu người ta không dùng cái chữ chủ ngữ hay vị ngữ như của Việt Nam, mà người ta dùng theo một cái câu trước và câu sau. Tức là trong một câu nó gồm có hai phần, phần chủ ngữ và vị ngữ, mà phần này theo gọi chung của tất cả các nước và đặc biệt là đất nước Ấn Độ, họ gọi đây là phần phía trước, gọi là tiền trần. Và phần này phần phía sau thì họ gọi đó là hậu trần. Cho nên chúng ta cũng làm quen theo thuật ngữ này luôn. Và chúng ta không gọi theo kiểu Việt Nam là chủ ngữ hay là vị ngữ. Ta gọi đó là tông y tiền trần và tông y hậu trần. Có nghĩa chỗ này các vị cần phải làm quen và học trước. Nếu các vị mà về mà học trước được những thuật ngữ này thì mai mốt chúng ta sẽ có lối vào nhân minh học. Các phần sau nó sẽ dễ hơn. Còn nếu cái chỗ này mà chúng ta chưa nắm được thì mai mốt vô là ngất ngư. Và các vị hỏi điểm tại sao không cao là bởi vì ngất ngư từ đầu. Cho nên là điểm không cao. Ví dụ như mai mốt câu hỏi được đưa ra. Trong cái câu âm thanh là vô thường, cái nào là tôn y tiền trần và cái nào là tôn y hậu trần? Các vị làm được không? Quá dễ đúng không? Cho nên là, nhưng mà vấn đề là bây giờ thì dễ nhưng mà ngày mai là hơi khó. Lý do quên đi. Mới học thì nhớ, mà qua ngày mai tuần sau là bắt đầu quên. Và cái chính cái quên đó chính là cái khó. Và cuối cùng trả lời không được, mình không biết là cái nào là tiền trần và cái nào là hậu trần. Còn bây giờ thì nó quá dễ, thì bởi vì mới vô à, cho nên là khi mới vô các vị phải để ý cho kỹ thì sau đó các vị sẽ thấy dễ hơn. Như vậy thì nói như vậy thì cái phần âm thanh này, phần phía trước này ta gọi là tôn y, và phần hậu trần này ta gọi đó là tôn y, là cái chỗ y cứ. Và bây giờ ta gọi thế nào là tôn thể. Tôn thể là khi cộng hai cái này lại cuối cùng nó sẽ ra tôn thể. Tôn thể thì nó sẽ bằng tôn y tiền trần cộng với tôn y hậu trần, nó ra tôn thể. Ví dụ như mai mốt ta hỏi thế nào là tôn thể, các vị định nghĩa được không? Được không? Quá dễ đúng không? Khi định nghĩa về tôn thể, các vị nói đó là phần kết hợp, tức là phần cộng lại của phần tôn y tiền trần và tôn y hậu trần. Đó chính là tôn thể. Nó đơn giản đúng không? Quá đơn giản. Nhưng mà câu này không thuộc, là mấy câu khác sau đó vất vả hơn nhiều. Nó bắt đầu nó rối thành một đám bồng bông. Rồi bây giờ ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa cũ và mới ở ngay chỗ này. Khi ta tranh luận thì không phải là tranh luận về tôn y, mà ta đang tranh luận về tôn thể. Đối với nhân minh mới thì chỉ có tranh luận về tôn thể thôi. Tức là thể nó phải bao gồm nguyên một câu âm thanh là vô thường, người ta mới tranh luận. Còn chữ âm thanh là không có tranh luận, chữ vô thường là không có tranh luận. Nhưng mà đối với nhân minh cũ thì ta thấy chữ nào họ cũng tranh luận hết. Và cuối cùng là cãi một hồi rồi không biết đi về đâu. Tức là có nhiều người cãi từ sáng đến chiều, rồi cuối cùng kết luận sao? Không có kết luận. Vì mạnh ai nấy nói, người thì nói rằng tôi đang tranh luận hai chữ vô thường, có người thì nói tôi đang tranh luận về chữ âm thanh. Có nghĩa rằng cái chữ vô thường này là có nhiều cái tranh luận lắm. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không phải là đang tranh luận trên tôn y, cho nên nó phải có nguyên tắc. Khi chúng ta tranh luận nó phải có nguyên tắc là tranh luận như thế nào để cuối cùng đi đến cái kết quả. Chứ không phải là tranh luận hai người cứ ngồi, người nói âm thanh, người nói vô thường, nói từ sáng đến chiều luôn thì cuối cùng không có kết quả. Thì cái chỗ này ta gọi đó là phải có mục đích, đó là sự khác biệt. Và ta gọi đó là tôn thể, hay ta còn gọi đó là mệnh đề. Chúng ta sang điểm khác biệt thứ tư, đó là khác biệt về thuộc về nhân, là mục thứ hai. Tức là hồi nãy là khác biệt về tôn rồi, bây giờ tới khác biệt về nhân. Khác biệt về nhân thì có ba cái tướng lập ra đúng hay sai. Và cách nhìn ở nhân minh cũ
và mới có khác nhau. Và khác nhau chỗ nào? Thì khác nhau ở cái chỗ là đồng phẩm và dị phẩm. Đồng phẩm và dị phẩm. Ở đây chúng ta sẽ thấy thêm một thuật ngữ mới mà chúng ta cần phải làm quen, đó là đồng phẩm và dị phẩm. Đồng phẩm và dị phẩm. Trước hết ta tìm hiểu đồng phẩm là gì. Phẩm là phẩm chất, phẩm loại. Đồng phẩm là cùng phẩm loại. Ví dụ như chúng ta đưa ra một cái ví dụ nào đó thì ví dụ đó nó phải đồng phẩm. Chẳng hạn như ta nói âm thanh là vô thường, thì đồng phẩm ở đây ta phải kiếm cái gì vô thường để ta nói. Chẳng hạn như cái bình là vô thường, bình bông là vô thường, cái ly là vô thường, cái bàn là vô thường. Như vậy thì ta lấy cái loại nào cũng được, nhưng mà nó phải, ví dụ là phải lấy đồng phẩm. Đồng phẩm, ví dụ như câu âm thanh là vô thường, thì đồng phẩm ở đây là ta thấy có những thuật ngữ như là cái bình, bình bông, rồi cái bàn, cái ly là vô thường, vân vân. Đồng phẩm, đồng loại với cái phẩm tính của nó. Bởi vì có những trường hợp là cái người nói đưa ra một cái ví dụ nó không đồng phẩm, và từ đó cho nên nó không làm sáng tỏ được cái câu nói. Ví dụ như mình nói xong mình ví dụ, và nếu như đúng thì nghe rất là hay. Ví dụ như các vị thấy Đức Phật khi Ngài sử dụng rất là hay. Ngài muốn nói cho một người phụ nữ mang một đứa bé, con trai của bà vừa mới mất, và bà chạy khắp nơi để mà cầu khẩn cho con trai của bà sống trở lại. Và Đức Phật Ngài đã dùng một phương pháp rất tuyệt vời để chỉ cho bà biết về cái chết. Bởi vì nếu như Đức Phật mà không dùng phương pháp, mà Đức Phật dùng ngôn từ để nói rằng con bà ai rồi cũng chết, và dù cho Đức Phật có nói ngàn lời chưa chắc là người ta đã hiểu, cái người phụ nữ đó không hiểu. Và Đức Phật nói rất đơn giản, Đức Phật sẽ cứu cho đứa bé này với điều kiện bà hãy đi khắp nơi và bà hãy xin những hạt cải ở nhà nào có người chết và mang về đây, tôi sẽ làm phép và cho đứa bé sống. Và bà bắt đầu đi xin. Bà xin một ngày, rồi xin tới 7 ngày, và sau đó bà mới mếu máo về khóc với Đức Thế Tôn rằng con không có xin được, nhà nào là không có người chết. Và đây chính là một bài học vô cùng sống động. Và như vậy thì Đức Phật đang dùng một cái hình ảnh đồng phẩm. Hình ảnh đồng phẩm là tìm hạt cải và nhà nào không có người chết. Và như vậy thì cuối cùng là cô mới phát hiện ra một điều, ai rồi cũng phải chết. Nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, già cũng chết, cỡ tuổi nào cũng có người chết. Và do vậy cho nên sau đó cô quay trở về, cô phát hiện ra một sự thật đó. Và khi phát hiện ra sự thật rồi là đứa bé mình rồi sẽ chết. Nhưng vấn đề là đối với người Ấn Độ là họ rất quan trọng. Đối với một đứa con trai mà đã chết thì cái địa vị của người phụ nữ trong gia đình đó là không có. Và như vậy thì nếu cô mà quay trở về gia đình đó thì cô chỉ có thể từ một người vợ và đi xuống để làm một người ô sin mà thôi, tức là một người phục vụ thôi. Mà cuộc đời như vậy thì khổ quá. Có con thì cô bước lên được người ta nâng niu, mẹ chồng, cha chồng chiều chuộng. Còn không có con, bây giờ cô phải đi làm ô sin và chấp nhận cho chồng đi lấy vợ mới. Và cô có thể nào chấp nhận với cuộc sống đó tiếp tục được hay không? Cô không thể chấp nhận. Và cuối cùng là sau đó cô đi xuất gia và cô hiểu được cái lẽ sống giữa cuộc đời. Và do vậy nên sau đó cô đã chứng quả. Chúng ta thấy đây là một trong những cái mà Đức Phật đã sử dụng một cái loại
gọi là hình thể đồng phẩm để mà dẫn dắt con người. Cho nên cái chỗ này là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái chỗ này, mai mốt chúng ta sẽ đủ cái thủ pháp và chúng ta nói thế nào để cho người ta nghe và chinh phục được mọi người. Thì ở đây đồng phẩm là như vậy. Bây giờ dị phẩm là gì? Dị phẩm là điều ngược lại. Ví dụ như chúng ta có khi ta lỡ ta lấy một cái ví dụ mà nó không phù hợp. Chẳng hạn như ở đây dị phẩm đi ngược lại với cái bình. Cái bình thì vỡ, nhưng mà chúng ta xem thử coi có cái gì không vỡ hay không. Là cái không vỡ đó ta gọi đó là dị phẩm. Tức là nó không đồng với cái phẩm chất của cái âm thanh là vô thường. Ví dụ như âm thanh, âm thanh nó là một cái không hình thấy, không thể nhìn thấy. Và cái không nhìn thấy hiện nay chúng ta thấy như là hư không. Ở đây chúng ta đang có hư không. Mà hư không thấy không? Không thấy. Cho nên ta lấy ví dụ hư không. Hư không thì nó giống như âm thanh, là cái không nhìn thấy. Nhưng mà vấn đề là cái âm thanh không nhìn thấy nhưng mà nó vô thường. Còn âm thanh, còn cái vô hư không này nè, nó có vô thường không? Theo các vị, hư không có vô thường hay không? Ví dụ như người ta nói hư không hình gì? Ví dụ như cái ly này đưa ra, thì các vị, theo các vị, hư không của cái ly là cái gì? Là hình trụ. Và hư không của cái chai này, nó là hình theo cái chai. Và cái hư không này nó tùy theo hình thể mà nó có khác nhau. Chẳng hạn như cái phòng của chúng ta ở đây thì hư không nó hình gì? Hình khối chữ nhật. Đúng không? Hình khối chữ nhật. Như vậy thì hư không có vô thường hay không? Ủa sẽ im ru chứ nhỉ? Có không? Ai nói có? Không đúng. Lý do, hư không hình thể có thay đổi nhưng không có vô thường. Nó không có tan biến. Nó vẫn mãi mãi là hư không. Ngày mai các vị đến, nó cũng là hư không. Ngày mốt các vị đến, nó cũng là hư không. Cho nên hư không không có vô thường. Và trong trường hợp này, ta đưa vào ví dụ là hư không không phù hợp. Mặc dù ta thấy giữa âm thanh và hư không đều hai cái là không có hình tướng, nhưng âm thanh là vô thường, trong khi đó hư không không vô thường. Cho nên nếu ai nhận định sai, có nghĩa là logic học của chúng ta chưa đúng. Cho nên tiếp tục cần phải học logic nữa. Cho nên phần hư không đó, ta gọi đó chính là dị phẩm. Cho nên phải phân biệt được cái này, phân biệt được cái đồng phẩm và phân biệt được cái dị phẩm. Nếu chúng ta đưa mà trật thì cuối cùng người nghe hoàn toàn không hiểu gì hết. Mục đích của chúng ta đang nói đến vô thường, rồi sau đó chúng ta lấy ví dụ là hư không như hư không, người ta sẽ ngơ ngác hư không có vô thường hay không vô thường. Có người nói phải, có người nói không phải. Và sau khi các vị thuyết pháp xong, họ ra về ngẩn ngơ. Và ngẩn ngơ không phải lúc đó, mà tối ngủ tiếp tục vẫn còn ngẩn ngơ. Bởi vì họ không hiểu. Không hiểu là hư không có vô thường hay không vô thường. Họ chưa giải quyết được vấn đề, tức là nó chưa có rõ ràng. Còn nếu ai mà hiểu rõ ràng thì hư không là không có vô thường. Và nếu như biết rõ không vô thường thì người nghe họ sẽ nói rằng cái người nói này bị trật lắc. Tức là nếu họ biết rõ thì họ không ngẩn ngơ, và họ biết rõ là chúng ta đang nói sai. Đang nói sai. Và nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang rơi vào trong dĩ phẩm mà lúc nào mà chúng ta cũng không hay. Và ta tưởng chừng như là đúng nhưng mà thật ra là không đúng. Cho nên chỗ này cần phải rất là cẩn thận khi nói về đồng phẩm và nói về dị phẩm. Và nếu nói đúng và phân định đúng, mà làm thế nào để cho chúng ta có phân định đúng, thì cái chỗ này nó đòi hỏi nội minh phải vững chắc. Giáo lý của Phật phải vững. Có thể là ta sẽ nhìn nhận sai, nhưng mà giáo lý của Đức Thế Tôn hiểu đúng thì ta cũng sẽ có một cái nhận thức đúng.
Còn nếu giáo lý của chúng ta không vững thì ta sẽ nhận thức đồng phẩm, dị phẩm, không phân biệt được. Và bản thân của chúng ta không hiểu đúng, làm sao chúng ta có khả năng truyền bá cái tư tưởng đó đến với mọi người một cách đúng đắn. Có nghĩa rằng có những bài thuyết pháp mà người mà thuyết pháp hiểu đúng thì bài thuyết pháp đó mọi người nghe rất hoan hỷ, ra về vui vẻ. Có những người thuyết pháp mà thuyết pháp xong Phật tử ngẩn ngơ hết, không hiểu gì ráo. Bởi vì bản thân của người nói chưa hiểu, làm sao người nghe có thể hiểu được. Cho nên người muốn thuyết pháp là mình phải ngộ, hiểu được, thì sau đó mình mới khiến cho người khác hiểu được. Và đây là cái chỗ khác nhau giữa nhân minh học cũ và nhân minh học mới. Có nghĩa rằng có sự sai khác về phương diện là đồng phẩm có mà dị phẩm cũng có. Tức là có những trường hợp là khi mà ta nói, nó có những cái trường hợp mà ta gọi là lập lờ. À, lập lờ là sao? Lập lờ có nghĩa là khi ta đưa ra một cái ví dụ mà đồng phẩm cũng có, dị phẩm cũng có. Nếu chúng ta lấy âm thanh là vô thường và ta nói cái bình, cái bàn, cái ly thì cái chỗ này là hoàn toàn chính xác, nó không có gì lập lờ, nó rõ ràng. Bởi vì ly phải bể, bàn phải hư và bình là phải rớt, phải bể, nó rõ ràng. Nhưng và dị phẩm ở đây chúng ta phải tìm ra cái dị phẩm, cái gì là không phải là vô thường. Thì hư không không phải là vô thường, là ở chỗ này nó quá rõ ràng. Nhưng có những cái ví dụ mà nó không rõ ràng, tức là có một cái ví dụ đưa ra mà nó phù hợp với đồng phẩm, nhưng nó cũng có mặt của dị phẩm, có thể là có mặt nhiều của dị phẩm và cũng có thể là có mặt ít. Nó có khi nó dính một phần, có khi nó dính phân nửa và có khi nó dính nhiều. Cho nên mà cái sự lập lờ này nó dính cả hai bên, đồng phẩm cũng có, dị phẩm chỗ đó cũng có, thì cái chỗ này là không rõ ràng. Tức là nó có dính giữa cái đồng phẩm và dị phẩm với nhau. Một cái ví dụ đúng là chỉ có đồng phẩm và không có mặt của dị phẩm thì cái chỗ này mới đúng. Còn nếu đưa ra một cái ví dụ mà nó vừa có đồng phẩm mà nó vừa có dị phẩm là thất bại. Ta đưa ra cái cuối cùng người ta nói chưa chắc. Chưa chắc. Tức là trên cuộc đời này nó có nhiều chữ chưa chắc lắm. Ví dụ như cơm đưa tới miệng, gần tới nơi rồi, về sắp ăn cơm rồi, hỏi chắc chưa? Cũng chưa chắc. À, chưa chắc. Và từ đó, cho nên ta gọi đó là lỗi bất định. Vừa có đồng phẩm, vừa có dị phẩm. Lỗi này là lỗi bất định. Cho nên, đồng phẩm có, dị phẩm không có, ta gọi đó là đúng đắn. Nhân đúng đắn. Và trường hợp đồng phẩm có, dị phẩm vừa có vừa không, lỗi bất định tiếp tục. Đây là cái sự sai biệt. Hoặc là đồng phẩm không có mà dị phẩm có, ta gọi đó là lỗi tương vi, tức là trái ngược. Tức là đồng phẩm có mà dị phẩm không có. Hoặc là đồng phẩm không có và dị phẩm có. Như lại vậy là chúng ta bị lỗi về nhân là rất lớn. Xong rồi, chúng ta qua phần chương 2. Ta sẽ tìm hiểu về nhân minh mới, tức là logic học Phật giáo. Một là định nghĩa về môn logic học và những lợi ích thiết thực.
Nói đến cái chỗ này, chúng tôi sẽ nói luôn về cái vấn đề thi thế nào đối với môn này. Hồi nãy có một vị thầy lên hỏi chúng tôi là thi mở hay là thi đóng. Chúng tôi nói là muốn đóng muốn mở là tùy các vị, không phải là tùy chúng tôi. Có nghĩa là các vị thích mở thì chúng tôi cho mở, các vị thích đóng chúng tôi cho đóng. Mà ở đây các vị thích mở hay thích đóng? Và tự nhiên hỏi câu này tự nhiên các vị thấy mất đoàn kết rồi. Người thích mở, người thích đóng. Hả? Không, chúng tôi thì có thể là tùy chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn trưng cầu ý kiến của các vị. Nói chung là tạo điều kiện cho các vị thi sao cho đậu, chứ nếu thi mà rớt hết thì nó cũng kỳ. Dạ vâng, bây giờ cho chúng tôi khảo sát. Ai muốn mở đưa tay lên. Mở nha. Mở. Để chúng tôi đến, chúng tôi khảo sát rồi để từ đó ra đề cho nó dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vị. 19 vị mở. Bây giờ ai muốn đóng? Đóng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bằng nhau. Ủa, nghe nói tám mấy người luôn mà. Mà mới có 17 đóng, 17 mở rồi là giờ biết ra mở hay đóng. Nếu 20 thì nó cũng xây xích không bao nhiêu. Cuối cùng bây giờ là các vị làm cho chúng tôi bắt đầu lưỡng lự, không biết đóng hay mở. Nhưng mà trước khi chúng ta xác định một lần thì chúng tôi sẽ nói thêm. Chúng tôi thấy hầu hết là tất cả các đề mở là rớt là 80%. Còn đề đóng thì rớt chỉ có 40%. Như vậy các vị muốn đóng hay muốn mở? Hả? Đóng hay mở? Tức là đề mở là một cái đề mà khi ra đề là nó không giống ai trong đây hết. Các vị phải tự tư duy. Ví dụ như chúng tôi đưa ra một cái câu nào đó của một vị tổng thống nói, và đề nghị các vị xem xét rằng cái câu này nói nhận thức như vậy là có logic chưa. Rồi các vị ngồi phân tích xong xuôi là cái nghĩa rất dài dài luôn. Nếu mà người nào phân tích đúng thì sau đó điểm cao, mà nếu mà người nào mà phân tích không đúng là rớt thôi. Nó chỉ có hai chữ, một là đúng và sai thôi. Mà các vị vô chữ sai rồi chấm điểm không được. Nó vô chữ sai rồi là rớt thôi. Mình lúc đó bây giờ chỉ còn một chữ rớt thôi, chứ còn ngoài ra không có thể là các vị tới xin thầy cho con thêm chút xíu điểm cho con đậu. Xin sao giờ? Các vị đã nhận định cái đó là sai. Mà đã sai rồi thì tất cả đều sai hết. Một là đúng hết, hai là sai hết. Còn đề đóng á, thì đề nó nằm ở trong trong đây. Là các vị chỉ có chịu khó học bài. Học bài thôi thì các vị, ví dụ chẳng hạn như chúng tôi nói là ví dụ như giờ giữa nhân như minh học cũ với nhân minh học mới thì nó có sự sai khác thế nào, thì các vị thấy này dễ hay khó? Dễ hay khó? Các vị chỉ cần học thuộc lòng về bốn sự sai khác này là các vị có điểm. Mà sau này các vị có lỡ thiếu điểm, các vị tới sinh thì chúng tôi còn cơ sở để mà còn cộng thêm. Còn cái kia không có cơ sở. Thì giờ cuối cùng là đóng hay mở? Thôi thôi mình chọn đóng đi ha. Dạ, cho nó chắc ăn. Đóng rất dễ kiếm điểm. Và chỉ có vị nào không học bài thì đành chịu thua. Không học bài để nguyên một tờ giấy trắng làm sao chấm. Hoặc là các vị viết ít quá. Ví dụ cho một câu hai câu, các vị làm có nửa câu thôi làm sao chấm. Thì chỉ có những trường hợp như vậy thì các vị đành phải thi lại thôi. Còn nếu các vị có học bài thì chúng tôi nghĩ rằng không ai rớt. Đó là tùy các vị ha.
từ ngay cho đó cho nên là ta xác định cho rõ, nếu đã đóng rồi thì cái câu này cần phải học thuộc lòng. Định nghĩa, ví dụ câu này dễ ra lắm, định nghĩa về logic học và những lợi ích thiết thực của logic học là gì. Câu này cần phải học thuộc lòng. Dài quá hả? Nhưng mà không sao, dài mới có điểm. Như vậy thì định nghĩa về logic học, đó là một môn khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy hướng về nhận thức đúng đắn hiện thực. Là một môn khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy hướng về việc nhận thức đúng đắn hiện thực. Môn logic học dạy cho chúng ta tư duy đúng đắn, nhận thức đúng đắn, đồng thời cũng dạy cho chúng ta diễn đạt tư duy và nhận thức đó một cách có sức thuyết phục, có lý và có lẽ. Câu này quan trọng. Có chừng ra thi có. Nghiên cứu về quy luật, về hình thức của một tư duy hướng về một nhận thức đúng đắn hiện thực. Logic học trao dồi cho chúng ta về tư duy đúng đắn, nhận thức đúng đắn, đồng thời cũng cho chúng ta diễn đạt và nhận thức một cách hết sức thuyết phục, có lý lẽ. Điểm thứ hai, ta sẽ nói về cái lợi ích, những lợi ích thiết thực của môn logic học này là gì. Tự mình tư duy, nhận thức đúng đắn, điều mà Phật giáo gọi là tự ngộ. Còn diễn đạt nhận thức đúng đắn đó cho người khác nghe, đọc để hiểu, để thuyết phục họ thì Phật giáo gọi là ngộ tha. Tức là con đường của Phật giáo là tự ngộ và ngộ tha. Ngộ tha là giúp cho người khác ngộ, tha là người khác. Tự ngộ là bản thân của mình. Cho nên chúng ta học logic học, nhưng mà thật ra là chúng ta đang phục vụ cho cái tu của chính mình. Lời lẽ có đúng đắn hay không là phụ thuộc vào nhận thức đúng đắn. Tức là khi chúng ta tự ngộ là lúc bấy giờ là lời lẽ của chúng ta sẽ đúng đắn. Cho nên phải tự ngộ là điều tiên quyết. Không có ngộ là nói trật lất. Hiểu Phật Pháp cũng trật lất. Đức Phật nói như vậy, nhưng mà ta phải hiểu cái ý của Phật nói cái gì ở trong đó. Chứ chúng ta không nên là dựa vào từng câu, từng chữ của Đức Phật để rồi ta nói Phật nói thế này. Và người nào hiểu từng câu, từng chữ có khi trật lắc. Mà phải tự ngộ Đức Phật muốn nói gì. Chẳng hạn như ngón tay của Ngài chỉ mặt trăng chứ không phải là nhìn ngón tay để mà tu. Cho nên có nhiều người nhìn ngón tay để tu và tu cả đời cuối cùng chỉ nhìn ngón tay thôi và phân tích được cái ngón tay này là ngón tay của Đức Phật đẹp quá, hay ngón tay của Phật là tay nó có sự mềm mại, hay là tay mà nó có từng lóng rõ ràng, hay là tay nó có những cái mắt tay. Có nghĩa là nhìn thấy ngón tay thôi, còn cả đời không thấy điều Đức Phật muốn nói, đó là chỉ ánh trăng. Cho nên chúng ta học phải ngộ được là lời Phật dạy là để cho tất cả mọi người chúng ta thấy ánh trăng, chứ không phải là thấy ngón tay. Cho nên học kinh là để thấy mục đích sau cùng Đức Phật muốn nói gì, chứ không phải là dựa vào y kinh để mà diễn nghĩa thì tam thế Phật quan. Phật nói tôi đâu có nói điều đó, mà rõ ràng là Đức Phật có nói trong kinh mà mình nói là Đức Phật không nói. Cho nên bản thân của chúng ta chưa ngộ thì chúng ta càng nói càng sai. Và đối với Phật giáo, hai điều này là vô cùng quan trọng. Tức
là tự ngộ, ngộ tha là quan trọng. Nếu mà chỉ có tự ngộ thôi thì không cần chúng ta xuất gia, bởi vì làm người Phật tử ta cũng có thể đi học được, học Phật giáo được. Ví dụ ngày xưa thì không cho Phật tử đi học, nhưng mà ngày nay ta có lớp đào tạo từ xa và dành cho những người Phật tử và các nhà sư lớn tuổi mới tu, có nghĩa là có cơ hội để học. Như vậy thì họ cũng có thể học được, đâu nhất định phải làm nhà sư. Như vậy thì vấn đề là tại sao chúng ta muốn làm nhà sư? Bởi vì chúng ta muốn đạt hai điều: một là tự ngộ, và thứ hai là ngộ tha. Phải mượn hình tướng của nhà sư để mà đi thuyết pháp, tức là phải ngộ tha. Còn tự ngộ không nhất định là phải làm nhà sư. Và trong triều đại Trung Quốc thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều vị tu chứng rồi nhưng mà vẫn ở nhà. Chẳng hạn như câu chuyện Linh Chiếu, cô gái đâu có xuất gia đâu nhưng mà vẫn chứng quả. Và gia đình Linh Chiếu là cha, mẹ, anh, tất cả đều chứng quả, tức là làm cư sĩ vẫn có thể tự ngộ. Nhưng mà chúng ta muốn làm xuất gia ở đây là các vị ngoài cái tự ngộ ra còn muốn ngộ tha, và cái điểm ngộ tha này mới là điểm chính. Nhưng mà để có điểm chính này cần phải có tự ngộ, bởi vì nếu không tự ngộ ta sẽ nói trật lất và không đúng. Cho nên cái chỗ này ta gọi đó là logic học. Và để minh chứng cho cái định nghĩa này, lúc bây giờ ta cần phải dẫn chứng câu mở đầu của câu của cuốn Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của ngài Sankaravamin, là học trò của luận sư Trần Na. Ngài của ngài Thương Yết La Chủ, tức là Sankaravamin. Và cái câu đó là: năng lập tự, năng lập dự năng phá, cập tợ duy ngộ tha, hiện lượng dự tỷ lượng, cập tợ duy tự ngộ, như thị tổng nhiếp chư luận yếu nghĩa. Có nghĩa rằng đó chính là cái mục đích. Như vậy thì năng lập dự năng phá, cập tợ duy ngộ tha, có nghĩa rằng ta thấy ở đây người mà lập cũng như là người phá, tất cả đều là tương tự, và chỉ có ngộ tha, tự là ngộ hiểu được và nói cho người khác. Hiện lượng và cùng với tỷ lượng, cập tợ, hiện lượng ở đây có nghĩa là nhận thức, nhận thức bằng mắt thấy, và tợ tỷ lượng tức là mắt bằng nhận thức, bằng sự so sánh, và nó cũng có tương tự ở trong đó. Và duy chỉ có tự ngộ. Như vậy như thị tổng nhiếp là chư luận yếu nghĩa. Yếu nghĩa như vậy là cuối cùng nó chỉ có hai vấn đề mà ta cần phải có, đó chính là tự ngộ và ngộ tha. Đây là cái nội dung chính của logic học. Chỉ có hai cái mục đích đó thôi. Nhưng mà để có thể làm được hai cái điều đó thì chúng ta cần phải làm sao cho cái tư duy của mình nó phải tự ngộ, tức là tư duy phải đúng đắn. Đôi khi tư duy không đúng đắn là ta sẽ sai lầm. Ví dụ như thế nào gọi là cái nhìn hiện lượng? Hiện lượng là khi chúng ta đi ở ngoài đường, ta thấy rất rõ, người có mắt sẽ thấy, còn người không có mắt là càng chết nữa. Người không có mắt tự ngộ càng khó, có mắt rồi tự ngộ chưa chắc đã đúng. Ví dụ như khi chúng ta đi ngoài đường mà gặp cái ngày mà nắng nhiều như vậy, ta thấy trên con đường nhựa, các vị thấy gì xa xa? Dạ vâng, thấy tưởng chừng có nước, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta tưởng rằng chắc là khoảng 2 cây số là có mưa đó rồi, nhưng mà khi chúng ta chạy tới, mặt đường khô ráo, không có mưa, không có ướt gì hết. Và cái chỗ này ta gọi đó là cái nhìn sai lệch của chúng ta, gọi là cái nhìn sai lệch.
Mà tại sao chúng ta nhìn sai lệch? Ta tưởng chừng có nước. Và cái đó là do chúng ta chưa hiểu biết về các hiện tượng trong vũ trụ. Có nghĩa rằng khi ta thấy có cái nước xa xa đó chẳng qua là hơi nước. Mà hơi nước là do trời nóng, nó gặp mặt đường, nó nóng, nó bắt đầu nó bốc hơi lên. Và ta tưởng hơi nước chính là nước. Nhưng mà khi tới nơi không phải là nước mà nó khô queo. Và cái đó chỉ là một dạng của hơi nước mà thôi. Có mắt nhìn chưa chắc đã là đúng. Rồi một trường hợp khác, bây giờ ta nghi, ta so sánh. Chẳng hạn như đối với chúng ta là khi nào nấu cơm mà có khói thì một hồi có lửa, khói nó lên ung, mà các vị biết hồi thế nào cũng có lửa. Cho nên từ đó thế gian mới nói câu là có khói là có lửa. Nhưng ngày nay có khói chưa chắc đã có lửa. Có khói chưa chắc đã có lửa. Hoặc là có lửa chưa chắc đã có khói. Phải không? Có lửa, hay các vị có lửa có khói không? Chưa chắc đúng không? Chưa chắc. Bởi vì sao? Các vị không tin, các vị lấy rượu, các vị đốt lên đi, không có khói. Cho nên mấy ông nhậu, mấy ổng là lấy rượu để mà nướng khô mực. Bởi vì nó không có cháy, nó không có cháy xém, nó không có khói, nó không có hôi. Cho nên ngày nay có những ngọn lửa không hề có khói. Nhưng mà có những điều có khối chưa chắc đã có lửa. Tức là hiện nay các vị thấy sân khấu xịt khối quá trời, có lửa không? Đâu có lửa. Nhưng mà hồi xưa mà cỡ mà xịt khối cỡ đó là lửa. Tức là họ đốt ở ngoài xong xuôi rồi cái sân khấu nó họ mới đem cái khối đó đưa vào sân khấu. Tức là ở trong sân khấu là có khối mà ở ngoài kia có lửa. Cho nên chỗ nào có khối là có lửa. Nhưng mà ngày nay với cái kỹ thuật hiện đại có khối nhưng mà không hề có lửa. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta sẽ phân biệt một cách rõ ràng hơn. Rõ ràng hơn. Và nói như vậy có nghĩa rằng ở đây muốn rõ ràng là phải có tự ngộ. Người mà hiểu biết được như vậy thì cái lòng chấp của chúng ta nó sẽ giảm bớt. Và cái chỗ này ta gọi là tự ngộ. Người mà cả một đời chưa ra khỏi cái ao làng của mình thì rất khó để mà có hiểu biết đúng đắn. Cho nên nếu ai đó mà đi đó đi đây, ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Và từ ngay đó cái ngộ của chúng ta bắt đầu đúng đắn hơn. Ta hiểu về tình người đúng hơn. Chứ ta không còn nhìn ở góc độ nó bị lệch lạc. Cho nên chỗ này ta gọi đó là phải là tự ngộ. Mà người mà tự ngộ đúng rồi á thì ngộ tha mới chắc đúng. Ta mới thể giúp cho người khác hiểu một cách đúng đắn. Nếu chúng ta hiểu đúng. Còn ta không hiểu đến nơi đến chốn mà ta đem kinh Phật ra cho ta nói, cuối cùng chẳng qua là ngón tay thôi chứ còn không phải là mặt trăng. Chỉ là ngón tay thôi. Mà người nói ngón tay tưởng là đúng nhưng mà thật ra không đúng. Và làm cho chư Phật bị oan ức. Và cứ nói ra là mở miệng là Phật nói. Rồi thậm chí là có nhiều người học kinh cứ ngồi đó ngâm nga Phật nói hay quá. Nhưng mà ý của Phật không phải là để hay, mà cái quan trọng là phải ngộ. Từ ngay đó cho nên tất cả mọi thứ mà ta gặp, tất cả đều là chữ tợ. Gọi là tợ năng lập và tợ năng phá. Nói thêm về hiện lượng, đó là một loại nhận thức trực tiếp, tức là bằng mắt thấy hay là tai ta nghe, là một loại nhận thức trực tiếp. Nhưng mà thế gian họ có nói một câu là mắt thấy chưa chắc đã là đúng, tai nghe chưa chắc đã là đúng. Không biết các vị có nghe câu này không? Có nghe không? Dạ vâng. Nói như vậy, nhận thức trực tiếp chưa chắc đã là đúng đâu thưa các vị. Nếu như người nào cho rằng nhận thức trực tiếp là đúng thì dễ gây tai họa. Dễ gây tai họa. Chẳng hạn như ta thấy nhiều người gia đình tan nát
là bởi vì cái nhận thức này không đúng. Thấy người vợ của mình đứng với một người đàn ông khác, rồi từ ngay đó trên ghen bóng, ghen gió, ghen tương, cuối cùng là đập cho người vợ mình chết xong xuôi rồi mới hối hận là thật ra không có gì cả. Cho nên mắt thấy chưa chắc đã là đúng. Tai có nghe, ví dụ hai người đó nói chuyện, ta nghe những cái câu mà ta tưởng như tình cảm, nhưng mà thật ra không hề. Cho nên đừng dội cho rằng mình đúng. Và nếu như người nào mà tập tu biết kham nhẫn, chịu đựng, thì sau đó ta sẽ nhận ra cái sai. Ví dụ như sau khi ta biết được, nghe những điều đó, đừng dội nói, để đó tìm hiểu thêm, thì tự nhiên sau đó ta mới phát hiện ra rằng điều chúng ta nói, điều chúng ta nghĩ không đúng, và từ đó ta có điều kiện để mà sửa sai. Còn có những người quá hấp tấp và điều kiện sửa sai không có. Chẳng hạn như các vị thấy cái câu chuyện của một người lính bao năm đi về, và lúc bấy giờ ghen rằng đứa con mình sinh ra không phải là con của mình. Và sau đó người vợ chờ đợi bao năm, thấy chồng suy nghĩ như vậy, giận quá, buồn quá, nhảy xuống giếng tự tử chết. Và cuối cùng đến một hôm đứa bé nó nói cha con về, và hỏi cha con là ai, nhìn lên tường nó nói nhìn cái bóng đó đó, cha con đó. Người chồng này chợt hiểu, nhưng đã quá muộn màng. Cho nên không hy vọng những câu chuyện tương tự như vậy tiếp tục. Và đặc biệt là đối với Phật giáo, Phật giáo chúng ta không phải nhìn tư duy như vậy. Cái tư duy của chúng ta là tư duy một cách sâu sắc, và phải tư duy thấy rõ. Đừng cứ nghĩ rằng thấy là đúng, nghe là đúng, hoàn toàn chưa chắc đâu thưa các vị. Cho nên cứ bình tĩnh. Ví dụ như ta bị mất đồ, ta hay nóng ruột và ta nghi người này nghi người nọ, nhưng mà các vị bình tĩnh, đừng nói gì hết. Các vị sẽ phát hiện ra một điều, cái nghi của mình sai trật lất hết trơn luôn. Không có nào đúng cả. Rồi đến vấn đề tỷ lượng, nhận thức trực tiếp mà còn sai, huống chi là tỷ lượng. Rồi tỷ lượng nghi đầu này nghi đầu nọ, và sai càng thêm sai. Nhưng mà tỷ lượng không có nghĩa là không được dùng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đâu có thấy được ba cõi, ta đâu có thấy được sáu nẻo, nhưng mà chúng ta phải dùng tỷ lượng để chúng ta thấy, để mà chúng ta biết. Cho nên tỷ lượng, nếu chúng ta tư duy đúng, nó vẫn thành đúng. Chứ không phải là tỷ lượng là tư duy đều sai hết. Cách nói này không phù hợp. Tư duy đúng của tỷ lượng vẫn là đúng, nhưng mà tư duy sai, tỷ lượng cũng thành sai. Như vậy thì trong tỷ lượng nó cũng có đúng và nó cũng có sai. Trong nhận thức trực tiếp cũng có sai và cũng có đúng. Nhưng cái quan trọng là mỗi người chúng ta dùng cái tự ngộ để nhận ra điều đó là đúng hay là sai. Ví dụ như nói đến hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn, chúng ta nói là mặt trời mọc, nhưng mà thật ra mặt trời đâu có mọc. Ta nói là mặt trời lặn, nhưng mà thật ra mặt trời đâu có lặn. Cho nên cái chỗ này là do mắt ta thấy như vậy, ta thấy nó lên thì ta gọi đó là mọc, ta thấy nó xuống ta gọi đó là lặn. Nhưng mà thực tế nếu ai nghiên cứu về khoa học, ta không hề thấy là mặt trời mọc hay mặt trời lặn, mà mặt trời nó chỉ đi xoay chung quanh cái hệ mặt trời mà thôi. Cũng như quả đất của chúng ta là đang xoay chung quanh theo hệ mặt trời. Và chẳng những nó xoay chung quanh hệ mặt trời, mà còn bản thân của quả đất còn tự xoay theo một trục nghiêng khoảng 33 độ. Cho nên chúng ta không thể nói một cách qua loa là mặt trời mọc hay mặt trời lặn. Tất cả những hiện tượng đó là nói cho các em bé nghe thôi. Còn đối với người lớn, đối với các nhà khoa học, không có lặn và cũng chẳng có mọc. Rồi mặt trăng không có tròn và cũng không có khuyết. Mặt trăng nào là khuyết, mặt trăng nào là tròn? Không có. Đó là một chu trình mặt trăng quay chung quanh mặt trời của chúng ta. Và khi nó quay chính diện nước Việt Nam của chúng ta thì lúc bấy giờ mặt trăng là tròn.
ta thấy nó tròn. Bởi vì thấy chính diện mà, cho nên nó tròn. Còn khi nó quay qua cái hướng khác thì lúc bây giờ ta thấy nó là khuyết. Nhưng mà nước ta nhìn là khuyết, nhưng mà nước họ nhìn là tròn. Cho nên từ ngay chỗ tròn và khuyết đó, ta thấy đất nước Ấn Độ và đất nước Việt Nam của chúng ta là có sự sai biệt. Ví dụ như đất nước Ấn Độ nói đến ngày trăng tròn là nói đến ngày mùng 8 tháng 4, ngày trăng tròn. Nhưng mà khi qua Việt Nam thì ta lấy ngày mùng 8 tháng 4 để ta cúng Phật Đản Trật Lật, lý do trăng chưa tròn. Cho nên sau đó quốc tế Phật giáo mới bắt đầu họp lại và lấy ngày trăng tròn. Và đối với các nước mà Đông Nam Á đều lấy ngày 15 tháng 4, tức là ngày đó là trăng tròn. Thái Lan cũng trăng tròn vào ngày 15 tháng 4. Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn cũng đều trăng tròn ngày 15 tháng 4. Nhưng mà Nhật Bản ở Ấn Độ là mùng 8 tháng 4. Và nói đến điều này, chúng tôi trước đây chỉ nghe thôi, mà chúng tôi đưa cái lịch nó ra như vậy, chúng tôi thấy mình cũng chưa có hiểu hết. Nhưng mà những ngày ở trên đất nước Ấn Độ, mở lịch Ấn Độ, mùng 8 tháng 4 là ngày trăng tròn. Cứ đúng mùng 8 là trăng tròn. Và Việt Nam của chúng ta thì tính ngày 15 là trăng tròn. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái múi giờ nó sai biệt như vậy. Và là do cái mặt trăng nó xoay tới đất nước Ấn Độ vào ngày mùng 8 là đã tròn. Và tới Việt Nam của chúng ta là phải thêm tới ngày 15 nó mới tròn. Cho nên mặt trăng nào khuyết, mặt trăng nào mà mất, đêm 30 ta gọi là mặt trăng đã mất. Mất ở đâu? Nó đang ở nửa bán cầu kia và Việt Nam chúng ta không thể nào nhìn thấy được nó. Nhưng mà khi nó nhích ra, ta thấy bắt đầu nó khuyết lại, từ từ thấy ta thấy một phần của mặt trăng, và sau đó nó càng tới gần ngày 15 ta thấy nó tròn hoàn toàn. Cho nên cái chỗ này ta gọi đó là tự ngộ. Phải ngộ được mặt trăng không hề tròn, không phải hề khuyết, mà cũng chẳng phải là không có vào đêm 30, mà đó chỉ là một cái quá trình nó dịch chuyển mà thôi. Và mắt của chúng ta thấy như vậy, nhưng mà không có nghĩa là đúng. Và lợi ích khi chúng ta học cái môn logic học này, nó sẽ chỉ chúng ta có một cái nhìn đúng đắn, và ta sẽ có thành tựu viên mãn. Cho nên có người hỏi, nếu giả sử con không cần học xong, con không có được đi nói chỗ này nói chỗ nọ, thì con học logic học có lợi hay không? Vẫn có lợi. Lợi ở chỗ là trên con đường tu, ta sẽ nhìn các pháp một cách bằng tư duy đúng đắn hơn so với người khác. Ta nhìn thấy được cái mặt trăng, một sự thật của mặt trăng. Ta nhìn thấy sự thật về mặt trời. Và từ đó ta không giống như những em bé khác là khóc đòi mặt trăng. Và ta cũng không giống như các em bé khác là mặt trăng đã mất rồi. Có nghĩa là ta sẽ giác ngộ. Và đó là cái tự ngộ, thưa các vị. Như vậy thì ta sẽ thấy logic học sẽ mang đến cho chúng ta là lợi ích tự giác, giác tha. Mình có tự giác thì mình nói người, người sẽ hiểu đến nơi đến chốn. Còn không ta nói, người sẽ không hiểu. Cho nên tự giác giác tha hay là tự ngộ ngộ tha, ta nói theo góc độ nào cũng đúng cả. Từ ngay đó, Ngài Thương Yết La Chủ Sankaratvamin có nói rằng tất cả mọi hành động thành công của con người đều bắt đầu từ nhận thức đúng đắn. Cái câu này quan trọng lắm, thưa các vị. Đối với các nhà thương gia, các vị nói cho họ nghe câu này họ thích lắm. Tất cả mọi hành động thành công, có nghĩa là tất cả các nhà thương gia thành công hay không là phụ thuộc vào nhận thức đúng đắn. Tức là phải nhận thức là khi ta làm thương gia, ta đang bán sản phẩm nào, và sản phẩm đó bao nhiêu người xài, phải tính được cái tỷ lệ bao nhiêu người xài. Và đối với sản phẩm của chúng ta, nó khi mà ta đưa ra thị trường thành công bao nhiêu, tức là bao nhiêu người thích và bao nhiêu người không thích, phải điều tra. Và người nào điều tra đúng đắn như vậy, bằng nhận thức đúng đắn như vậy, lúc bấy giờ ta bắt đầu cải tiến cái sản phẩm của chúng ta, và cuối cùng ta sẽ thành công.
Cho nên đó là thành công về phương diện thế gian. Bây giờ trên phương diện đạo của chúng ta thì cũng thành công. Có nghĩa là với một nhận thức đúng đắn thì lúc bấy giờ ta tu ít nhưng mà kết quả rất rất cao. Tức là kết quả đó là chứng. Có những người tu quá trời luôn mà không chứng. Ví dụ như có nhiều người nói rằng người nào mà ngồi thiền nhiều sẽ chứng quả nhiều. Nhưng mà có nhiều người ngồi thiền riết chẳng những không chứng quả mà còn bị chư tổ la. Ngồi riết thì cuối cùng trở thành người ngồi nhiều hay thôi, chứ còn đâu phải là tu nhiều. Giống như một người mà lấy một cục gạch, gạch đỏ mà mài mà muốn làm tấm gương, đời nào chừng nào từ một cái cục gạch đỏ mài phẳng tới mức độ nào để trở thành gương, thưa các vị? Không có. Cho nên có người người tu ít thấy ngồi thiền không bao nhiêu nhưng mà cuối cùng chứng, bởi chứng từ ngay cái ngộ của tâm. Còn có người ngồi nhiều nhưng mà chưa chắc đã chứng, lý do nhận thức của người đó đã lệch rồi, nhận thức không đúng đắn. Và từ một cái nhận thức không đúng đắn, dù cho có tu nhiều bao nhiêu cũng vậy thôi. Và đặc biệt chẳng hạn như chúng ta thấy các vị Bà La Môn, có những vị là tu trước Đức Phật, tức là lớn tuổi hơn Đức Phật. Cho nên thời gian đầu khi nghe Đức Thế Tôn mới 35 tuổi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và cần phải đến gặp Ngài để mà chứng ngộ. Nhưng mà có nhiều vị trẻ trẻ thì đi đến rất là dễ, nhưng mà những vị già già đâu có dễ đến. Chẳng hạn như có một ông lão 120 tuổi tới giờ phút Phật nhập Niết Bàn mới vào gặp. Và ông mới nói: Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con đã biết Ngài lâu lắm rồi, nhưng mà lúc đó con nghe Ngài là nhỏ tuổi hơn con, và con nghĩ rằng Ngài nhỏ hơn con làm sao chứng quả được, cho nên là con không đến gặp Ngài. Nhưng mà đêm nay con nghe mọi người kháo nhau rằng Ngài sẽ đi vào trong Niết Bàn, và con không gặp Ngài rồi chừng nào mới gặp Ngài được đây bây giờ, cho nên đêm nay con phải vào. Và A Nan không cho, ngài gây lộn với anh, với tôn giả A Nan. A Nan nói đêm nay Ngài nhập Niết Bàn cho nên là không cho gặp. Và ông lão nói gì: tôi biết Ngài nhập Niết Bàn cho nên tôi phải vào, cho nên Ngài phải vào nói thưa với Phật. Và hai bên gây lộn, cuối cùng Phật nghe được và Phật nói tôn giả A Nan: đó là người đệ tử cuối cùng của ta. Có nghĩa rằng lớn tuổi hơn Đức Phật không trọng Đức Thế Tôn và không trọng người trẻ tuổi chứng quả, mà cứ nghĩ rằng quả chứng đó chỉ dành cho những người lớn tuổi thâm niên. Nhưng mà nói như vậy không hoàn toàn đúng. Những người trẻ tâm mạnh mẽ, cái mức độ chứng quả nó dễ hơn là đối với người già. Mà người già mà chứng quả là nhờ cái phát động của tuổi trẻ, cho nên cuối cùng mới có công đức và người già mới có thể chứng quả. Chứ còn thật sự nếu không có cái sự phát động của tuổi trẻ, đừng mong tuổi già chứng quả. Cho nên ta thấy nhận thức đúng đắn là vô cùng quan trọng đối với một người tu. Và nếu chúng ta tu đúng đắn thì ta thuyết pháp mới đúng đắn. Còn nếu chúng ta, bản thân của chúng ta tu mà chưa chứng gì cả và nhận thức của chúng ta nó còn lệch lạc, như vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể nói cho mọi người nghe một cách đúng đắn? Còn đối với Ngài Dhammakitti thì Ngài không có nói bằng thuật ngữ tự giác hay giác tha, mà Ngài nói mỗi hành động cụ thể của con người, mỗi hành động cụ thể của con người. Có nghĩa rằng chúng ta phải làm thì chúng ta mới thấy. Chúng ta phải tu. Ví dụ bây giờ người tu mà cứ hỏi con phải tu sao, cứ hỏi hoài như vậy cuối cùng cũng đâu có được gì. Mà cái quan trọng là phải hạ thủ công phu. Ví dụ như phải tụng kinh đi, rồi tự nhiên mới thấy tụng kinh nó sáng ra, và bắt đầu mới thấy được cái con đường đúng đắn. Chúng ta tới đây thôi, chiều chúng ta tính tiếp đi.